nhưng khi một số người theo dõi YouTube nhiều hơn. Đây là chỉ nhá. Đây là máy dạng Toshiba inverter này. Mạch cấp nguồn 300V cho công suất và nguồn xung. Từ nguồn điện đi vào đi qua lọc nhiễu ở đây này, cuộn dây lọc nhiễu. Đi qua cuộn AC meter, cuộn AC meter nó cắm qua cái sắt này, nó để ngoài. Đúng không? Đầu bên này nó đi vào đến chờ cái dơ le RI71 dơ le này. Song song cái dơ le này thì nó ra công tắc này. Khi chúng ta bấm công tắc là chính là để nó lối tắt cái dơ le này. Cái tắc này là lối tắt dơ le. Sau đó đi vào cầu diode DB1 là cái cầu ở trên cái tỏa nhiệt con này. Lọc trên hai cái tụ C5 và C6 nối tiếp với nhau. Và trên hai cái tụ này chúng ta thu được 300V. 300V này đi qua cầu trì. Đi qua cái cầu trì này để đi vào cái xe công suất điều khiển động cơ qua đi xe này. Ở đây nó có hai cái nguồn xung giống hệt nhau. Một cái nguồn tạo ra điện áp 15V và một cái nguồn tạo ra điện áp 5V. Thì trên mỗi cái nguồn này nó đứng ở ngay cạnh cái chuông này. Mỗi một cái nguồn này nó có một con IC. IC công suất 8 chân, một cuộn dây. Cuộn dây to thì tạo ra 15V, còn cuộn dây bé thì tạo ra 5V. Một con IC công suất nguồn, một con photo quang. Toàn bộ cái khu vực này tạo ra 15V. Thế còn ở đây là cái mạch điều khiển tắt bật máy. Thì tôi sẽ giải thích cái mạch này sau. Nguyên lý hoạt động của cái nguồn này như này. Ban đầu khi chúng ta cắm điện thì nguồn điện nó chờ đây, chờ cái đầu dây này, chờ đầu công tắc. Và bên trong này nó chưa có điện áp. Bên trong này chưa có điện áp 300V. Nguồn xung chưa hoạt động. Khi chúng ta bấm công tắc thì chính là lối tắt, tạm thời lối tắt cái dơ le RI1 này, đúng nhỉ? Và khi cái dơ le lối tắt, được lối tắt thì nguồn điện 300V ở đây nó sẽ xuất hiện 300V này. 300V này cấp cho IC công suất, tuy nhiên IC này nó chưa hoạt động. 300V này đi qua diode D32 cấp điện vào chân D của IC nguồn, IC 9 này. Và con IC nguồn này nó thiết kế theo cái tính chất là gì? Nguồn xung hạ áp trực tiếp từ nguồn 300V cho đi qua IC, cho đi qua cuộn dây rồi tạo ra điện áp 15V DC ngay. Thế thì khi có 300V đi vào đây thì cái chở mồi nó ở trong IC này nó sẽ cấp điện trong cái mạch dao động. Và mạch dao động sẽ tạo ra xung điện để điều khiển đèn công suất. Và chúng ta hình dung là đèn công suất nó sẽ mắc từ chân D này sang chân GND này. Tức là chúng ta hình dung là nó giống như cái công tắc, đèn công suất nó giống như công tắc. Nó đóng ở tần số cao. Và ở cái chân số 2, số 3 này, chính là đưa ra đầu cái cuộn dây này, chúng ta sẽ thu được cái xung điện. Cái xung điện này nó có độ rộng rất hẹp nha. Độ rộng rất hẹp. Thời gian mở của đèn này thì ít, và thời gian nghỉ thì nhiều. Nó tạo ra một cái xung hẹp. Và cái xung hẹp này sau khi đi qua cuộn dây L2 thì người ta đổi thành xung răng cưa nha. Đổi thành xung răng cưa hiểu. Và sau đó người ta dùng cái tụ C8 này để lọc cái xung răng cưa thành điện áp một chiều. Khi cái xung này đi qua cuộn L2 thì cuộn L2 nó phát ra một cái điện áp cảm ứng để chống lại cái xung này. Vì vậy cái xung này nó xuất hiện cái xung âm ở phía trước cuộn L2 này, nó xuất hiện xung âm. Hay nói cách khác là cái xung này lúc này cái đường không vô nó nằm ở giữa cái xung. Vì vậy người ta phải dùng cái con D34 này để cắt cái xung âm này đi. Nếu như xung âm này mà không được cắt thì cái xung răng cưa này nó cũng có âm, nó cũng có xuất hiện cái âm, và cái xung âm này nó sẽ đi qua được tụ và thành chậm mạch. Nhưng mà sau khi cho cái con D34 này vào thì cái xung âm bị cắt đi, nó chỉ còn cái xung dương này thôi. Và như vậy là cái xung dương này sau khi đi qua cuộn dây nó cũng chỉ còn cái phần dương thôi. Và cái phần dương này được cái tụ này lọc thành điện áp một chiều bằng phẳng và cho chúng ta 15V. Điện áp 15V này là phụ thuộc vào cái con DZ này này. Nha, phụ thuộc DZ này này. Người ta cho 14V vào đây. Dùng cái con DZ 14V thì người ta cộng với, chúng ta cộng thêm với cái điện áp 1V ở chân 1-2 của IC này thì nó thành 15V. Nếu mà chúng ta thay cái con DZ này thành 6V chẳng hạn thì điện áp ra nó sẽ thành bao nhiêu? 10V. Nó sẽ thành 7V.
nhá. Chúng ta cứ chỉnh cái con DZ này bao nhiêu thì cộng thêm 1V của cái mối 1,2 này thì nó sẽ thành cái điện áp ra nhá. Vì vậy ở trong cái nguồn 5V ấy, người ta tất cả mọi cái nó giống hết như này, không có gì khác cả. Thay mỗi diode này thành cái con diode 4V thì đây nó thành 5V nhá. Photo quang này nó sẽ hồi tiếp để đưa về chân 4 là chân FB cộng. Giả sử điện áp ra mà tăng thì cái dòng hồi tiếp này nó tăng này. Dòng hồi tiếp này tăng thì cái chân 4 này nó sẽ xin lỗi chỗ này nhầm rồi. Chỗ này nó không phải đi xuống mát mà nó phải đi về chân số 2. Số 3. Thử cái xem ai phát hiện ra. Em phát hiện ra nên em không nói thôi. Đúng không? Đây là chân số 3. Bởi vì chỗ này là điện áp nó rất cao. Đây là chân 3. 3 nó thế thì khi mà điện áp ra bằng quá 15V thì nó hồi tiếp mạnh. Hồi tiếp mạnh thì cái chân 4 này nó sẽ thoát qua đây này, về 3 này. Điện áp ra nó lại giảm về 15V. Áp ra mà không đủ thì cái hồi tiếp dòng hồi tiếp nó giảm đi. Thì cái áp này nó dâng lên thì cái áp ra nó lại tăng lên. Đấy. Thì cái con photo quang này nó gọi là mạch hồi tiếp. Thế còn đây là cái mạch tắt mở máy. Nguyên tắc của nó như này: khi 15V có này và cái mạch 5V này nó cũng giống hệt như này, không khác gì cả. Nó thay mỗi một điếu này thành 4V thôi, ra 5V. Tức là cả hai cái nguồn này nó chạy đồng thời thì ra 15V thì cấp vào đây, 5V thì cấp vào đây. Ban đầu cái xử lý này nó được cấp điện 5V nhưng mà nó chưa ra cái lệnh này, nó không hay là cái khác là cái lệnh này đang bằng 0. Lệnh này bằng 0 thì mở con này, mở con Q6 này. Q6 mở đưa 5V ra đây, đi qua cân trở này, làm cái tụ này để chết một tí, mở đi qua con R56 này để mở con Q7 này. Và như vậy là sau khoảng 1 giây chúng ta thấy cái dơ len nó tách một cái. Chúng ta bấm đây cái thì chúng ta bỏ tay ra thì sau 1 giây sau cái dơ len nó tách cái. Thế thì khi mà tắt máy thì như này, tắt máy thì chúng ta bật tắt máy nó lại tắt bằng cái nút mềm đúng không? Máy Toshiba tắt bằng nút mềm đúng không? Chúng ta tắt bằng cái nút mềm này thì vi chỉ nó ra lệnh 5V này. Nó đóng cái đèn. Tức là 5V đây thì lại chặn không cho con này mở. Dòng đi qua đây mất, con này tắt. Thế dơ len này nhả ra. Được chưa? Dơ len nhả ra và sau khi dơ len nhả ra thì cái nguồn xung nó chạy hết cái điện áp ở trên cái tụ này thì nó thôi, nó dừng lại. Được chưa? Nó tắt máy. Đấy thì đấy là cái quá trình nguồn này thì thiết kế đơn giản nhưng mà nó lại có một cái nguy hiểm là trong trường hợp IC này bị chập thì chúng ta biết rồi, IC này mà bị chập chính là chập cái con đèn này thì cái điện 300V này nó sẽ đi ra đây, đi ra được 15V này. Chập cho nên là thiết kế cái nguồn này thì đơn giản nhưng mà lại nguy hiểm. Thực ra là nếu như người ta thiết kế thêm một cái này thì nó sẽ an toàn này. Tức là người ta thiết kế thêm con điếc Zener to, cái loại to khoảng 18V. Và đầu trước đi vào IC này người ta thêm một con trở nữa, người ta cho một con trở 100V vào đây thì lúc đó nó sẽ an toàn. Thì trong trường hợp mà nguồn nó dâng cái thì con này nó chậm và nó đứt con trở này đi thì nó an toàn. Nhưng ở đây máy Toshiba này thì người ta không thiết kế cái này được ra trong trường hợp mà IC này mà bị chậm. Cái xe công suất 15V này là cấp cho xe công suất này. Vâng. Trong trường hợp này là thay nghỉ. Thiết kế nguồn là hơi thiếu sót chỗ đấy. Nha. Đến trường hợp thấy ví dụ cái trường hợp mà mình thay công suất mình cấy thêm hai con đấy được không? Được. Cấy vào tốt quá.